Thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên để văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đọc lễ bái Tam Bảo ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một thời gian kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Thượng Tôn. Kính chào Thượng Tổ Minh Hạnh, Thượng Tổ Học Tân cùng chư Tổng Đức. Thân chào tất cả quý Tôn Nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài kinh nói về Bà La Môn. Khổ sát và ra đồ chát. Ông La Môn này có một người anh là Bà La Môn Pharadocha. Mà trong cái bài kinh trước á, mình môn phải đã đời chá vì tức giận bà vợ Thanh Chân Đi, đệ tử của Đức Phật. Ông ta đi đến, ông ta hỏi Đức Phật cái vấn đề mà sát cái gì được làm, rồi ông ta đi xuất gia chứng A La Hán. Thì Bà La Môn em này đó, ông đúng là ông không phải tên là Akosat, nhưng mà vì ông ta nghe tên người anh của mình Pharadocha, vì Bà La Môn mà xuất gia thì Đức Phật cũng ta cũng tức giận, ông ta đi đến ông ta nhiếc mắng chửi rủa ngài. Cho nên được gọi là Akosat, cô sát và ra đòi chát. Nhớ đến thứ gì, một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, nhưng mà chỉ có một bên họ thì hùng hiềm, họ mắng nhiếc chửi rủa, nhưng mà bên kia im lặng, thì như vậy nó không có xảy ra cái sự xung đột. Và Đức Phật Ngài với cái thái độ nhẫn nại, chịu đựng cho người ta mắng chửi, nhưng không có nghĩa là Ngài không có trí tuệ hay là Ngài bị thua, mà Ngài im lặng, Ngài không có mắng chửi lại, không có phỉ báng lại. Nhưng rồi sau đó Ngài đã dùng
cách nói ôn tồn khiến cho Bà La Môn này đã đổi hẳn cái thái độ đối với Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tân vị giáo sư trong ngày thứ bảy sẽ thuyết giảng ý nghĩa của bài học này. Và bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh. Sau cùng thỉnh Thượng Tọa giáo sư Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Sĩ Khoa Nguyệt. Bài 2 Kinh Kẻ Thóa Mạ Akko Sát Xuất Tăng. Một bàn tay không làm nên tiến bộ. Dẫn nhập, ăn miếng trả miếng là chuyện thường tình trong mọi va chạm đối đầu. Người phẫn uất, phản ứng khó đo lường được, mà người không dự phần hơn thua lại khó đo lường hơn. Chỉ có những bậc giải thoát đầy lòng bi mẫn mới không oán thù, mà còn tìm cách mang lại lợi lạc cho người mạ lị mình. Lấy hận thù để hóa giải hận thù là điều bất khả. Người trí cũng tự biết chuyện mình làm. Sự đánh giá của đám đông thường không y cứ trên chánh pháp. Quần chúng thường ủng hộ hay chê bai bên này bên kia. Trong những va chạm hay tranh chấp, người hiểu được lợi ích chân thực của mình và là người sẽ không lao đầu vào những hơn thua vô nghĩa. Kinh văn: Tôi được nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn ở tại Rajagaha, Vương Xá, chùa Vê Lú Quá Ná, Trúc Lâm, tại Cá Lăng Đá, Càn Ní Và Phá, khu vực cho sóc ăn trong chùa. Lúc bấy giờ Bà La Môn Akko Sát Cá Phà Rá Đòa Giá được nghe Bà La Môn Phà Rá Đòa Giá Gót Tá đã từ bỏ gia đình, xuất gia, thọ giới với Đức Thế Tôn. Hay tin này, ông ấy phẫn nộ, tức tối đi đến gặp Đức Thế Tôn. Khi gặp Đức Thế Tôn, buông lời mắng nhiếc, mạ lị, phỉ báng với những ác ngữ, vọng ngôn. Khi ông ấy nói xong, Đức Thế Tôn hỏi: Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có bao giờ những bạn bè, thân hữu, quyến thuộc hay khách đến thăm viếng ông? Đôi khi có chứ, Tôn giả Gotama. Ông có mời các bữa ăn hay những thức ăn nhẹ? Thỉnh thoảng có, Tôn giả Gotama. Nếu họ không ăn thì những thực phẩm thuộc về ai? Nếu họ không ăn thì những thực phẩm ấy vẫn thuộc về chúng tôi. Này Bà La Môn, cũng tương tự như vậy. Chúng tôi là những người không mạ lị ai, những người không quỷ bán ai, những người gây sự nhắm vào ai. Chúng tôi cũng không đón nhận những mạ lị, quỷ bán, gây sự mà ông nhắm đến vào chúng tôi. Những thứ đó vẫn thuộc về ông, hỡi Bà La Môn. Những thứ đó vẫn thuộc về ông, hỡi Bà La Môn. Này Bà La Môn, ai không hủy bán người, hủy bán mình, ai không mạ lị người, mạ lị mình, ai không gây sự người, gây sự với mình, người ấy gọi là người không thọ nhận bữa ăn, không dự phần gây gỗ. Những thứ đó vẫn thuộc về ông, hỡi Bà La Môn. Những thứ đó vẫn thuộc về ông, hỡi Bà La Môn. Nhà vua, các phi tần và quần thần nghĩ rằng Sa Môn Gotama là vị A-la-hán. Tuy vậy, Tôn giả Gotama nay đã phẫn nộ. Thế Tôn: Sao có bậc sân ở bậc vô sân, bậc điều ngự sống chánh mạng, bậc giải thoát với chánh trí, bậc an tịnh trong tịch lặng. Ai mạ lị, kẻ mạ lị, chỉ khiến mình tệ hơn. Không mạ lị, kẻ mạ lị, chiến thắng trận khó thắng. Người sống lợi lạc cả hai, bản thân và cả tha nhân. Khi biết đối tượng giận dữ, vị ấy chánh niệm an hòa. Người chữa lành cho cả hai, bản thân và cả tha nhân. Quần chúng nghĩ là thiếu trí vì không hiểu rõ chánh pháp. Được nghe vậy, Bà La Môn Akko Sát Cá Phà Rá Đòa Giá bạch Đức Thế Tôn:
Thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiển bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối để những ai mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Akosaka Paradoja được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Được thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Akosaka Paradoja sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Kosala Paradoja trở thành một vị A-la-hán nữa. Thích văn Akodasta Kuto Koto. Sao có phẫn nộ ở bậc vô sân? Dantasta Sama Zivino, bậc điều phục sống chánh mạng. Samma Danya Vimuttasa, bậc giải thoát với chánh trí. Upasantasa Tadino, bậc an tịnh thầm trầm lặng. Tassewatena Papijo Jokutham Patikusanti, ai thoá mạ kẻ thoá mạ chỉ mình tệ hơn. Kutham Apatikusanto Sanganang Dê Tí Đức Già Nạc Dân, ai không mạt sát kẻ mạt sát mình, người ấy chiến thắng trận khó thắng. Úc Vinh Ná Mát Thằng Chá Rá Tí Á Tá Nồ Chá Pá Rá Sá Chá, người làm lợi lạc cho cả hai bản thân và cả tha nhân. Pá Rằng Sàn Cú Bí Tăng Nhà Thòa Tòa Dô Sát Tô Úp Bá Sà Mát Tí, khi biết người kia giận dữ, vị ấy chánh niệm an hòa. Uphinang tít khít chân tà năng Atano cha pa rasa cha, người chữa lành cho bản thân và cho người. Ra ra na man nhà tí bà lô tí về tham massa ako quý đa tí, đám đông cho là thiểu trí vì họ không hiểu được chánh pháp. Thích nghĩa, theo sớ giải Bà La Môn Akosaka Paradoja là em ruột của vị Bà La Môn đề cập trong bài kinh trước. Vị này bất bình phẫn nộ khi nghe anh mình xuất gia theo Phật. Chánh kinh khi kết tập đã không ghi lại những lời thoá mạ Đức Như Lai vì quá nhiều những lời miệt thị. Tên gọi Akosaka, kẻ phỉ báng, là biệt danh dựa trên điển tích chứ không phải là tên thật. Vị vua trong bài kinh này là Ajāsattu Asatē Thế, chứ không phải vua Bimbisara Bình Sa Vương. Vị này dù tin Đức Phật là bậc A-la-hán nhưng vẫn còn phẫn nộ khi bị xúc phạm. Bốn kệ ngôn sao cùng của Đức Phật được nói lên nhằm hóa giải sự ngộ nhận của vua, các cung tần và quần thần, vì những người này không nhận ra sự đối thoại của Đức Phật có mục đích xóa tan lòng căm phẫn của ông Bà La Môn. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên,
đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng của chúng con giờ đây đã được thanh tịnh và trang nghiêm. Chúng con thành tâm kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Thà Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cảm ơn cô Phong Lan vì đọc bài. Bài học hôm nay đó là với cái tựa đề là một bàn tay không làm nên tiếng vỗ. Ở đây đó là kinh gọi là kinh Thoá Mạ. Câu chuyện ở trong cái bài kinh này nè, nhắc đến ông Bà La Môn Akko Saka Karadocha. Thì ông hay tin cái người anh của ông, tức là ông Karadocha Vata, cái xuất gia theo Phật. Cho nên là ông Bà La Môn Akko Saka Karadocha, ông mới đến để mà mắng chửi Phật, nhục mạ lị Phật rất là nhiều. Cái câu chuyện như thế này, khi mà Đức Phật bị ông Bà La Môn này Thoá Mạ như vậy đó, mắng chửi như vậy đó, nhưng mà Đức Phật ngài cũng không có cái thái độ gì phản ứng. Chỉ có điều đó là ngài hỏi ông Bà La Môn, nhà ông là thường có khách đến hay không? Ông bảo là có. Phật nói thì nếu mà có khách, có thân hữu, có bạn bè tới đó, thì ông có tiếp đãi gì hay không? Mình nói tiếp đãi, có tiếp đãi bánh trái hay là cơm nước gì. Thì Phật mới nói rằng rồi những cái người khách đó nếu họ không ăn thì sao? Họ không dùng những cái đồ mà ông đem ra ông đãi đó. Thì ông Bà La Môn mới nói rằng cái đó cũng thuộc về của tôi. Phật mới nói rằng ông đã dùng những cái lời Thoá Mạ Như Lai đó, như vậy thì nếu Như Lai không có nhận thì lời đó ông phải nhận lấy. Cũng như vậy, một điều đó là Đức Phật muốn dẫn dụ cho ông ta biết rằng là cái điều gì mà mình gieo cho người khác, nếu người khác không có nhận thì mình phải nhận lấy cái điều đó. Ở đây đó nói cái câu chuyện khi mà vua A Xà Thế cũng tin Đức Phật là một vị A-la-hán, nhưng mà bên cạnh đó vẫn nghĩ Đức Phật là còn sân si rất là nhiều. Cho nên cái cách nói cũng như cách suy nghĩ của vua A Xà Thế đó là cái suy nghĩ bình thường của một người trong khi chưa hiểu đúng về Đức Phật. Ở đây đó, chúng ta thấy cái câu chuyện là nếu như một người bình thường thì có lẽ là trước những lời Thoá Mạ nặng nề như vậy đó, thì chắc chắn sẽ có sự phản ứng. Phản ứng liền tại chỗ, hoặc là sau đó sẽ có những cái sự gọi là trả thù, hay là những cái lời mà qua lại với nhau, nói qua lại với nhau.
không sao tránh khỏi. Ở đây đó là khi mà mình nói đến một cái người bình thường đó, chúng ta biết rằng là đối với Đức Phật đó, và là chư vị hoàn toàn giải thoát, chư vị A-la-hán, thì các ngài không có sân nữa. Hay hoặc là chúng ta biết là các cái bậc A-na-hàm, tức là bậc tam quả đó, cũng không còn có sân nữa. Huống chi là đối với bậc A-la-hán, huống chi là Đức Phật. Chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà rồi đó thì nếu như mà mình nói như vậy đó, thì một người bình thường của chúng ta đó, nếu một người phàm nhân bình thường thì trước những cảnh, trước những lời thóa mạ thì không sao tránh khỏi. Nhưng mà nếu như một người, chúng ta thấy rằng là chúng ta có tai, chúng ta để nghe, chúng ta có mắt, chúng ta để nhìn, mũi chúng ta để ngửi, thân chúng ta để xúc chạm, lưỡi chúng ta để nếm thức ăn, thức uống, vân vân. Thì có khi các cái căn của chúng ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh, thì thường là nếu chúng ta không có cái sự quân tu, không có sự suy xét, không có sự quân tu chánh niệm, thì dễ dàng bị sân hận, không sao tránh khỏi những điều đó. Cho nên căn cảnh mà tiếp xúc với nhau, hai căn cảnh mà gặp nhau thì thường được gọi là xúc. Thì sau xúc đó thì sẽ có cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc, hay là thọ phi khổ phi lạc. Trong trường hợp này, nếu như mà nghe một cái lời nhục mạ đó, hay một cái lời mắng nhiếc đó, người sự thật ra đó, chúng ta có ba cái cửa nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và nếu với cái ý bất thiện á, cái ý bất thiện như trong trường hợp của ông Bà-la-môn Akka-kosaka Paradocha ở đây mắng nhiếc Phật á, thì rõ ràng là cái lời nói nó phát xuất từ ở cái tâm sân hận, bằng phát xuất từ ở cái tâm bất thiện, cho nên chắc chắn là sẽ phải bị những cái hậu quả. Nếu như một người bình thường có hậu quả. Bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là một người mà mắng nhiếc, chửi rủa đó, thì người ta mang cái nghiệp khẩu, mang cái ác nghiệp khẩu, nghiệp khẩu ác á. Cho nên cái điều đó nó dễ dẫn đến cái quả khổ sầu ở hiện tại cũng như là ở tương lai. Thì một người bình thường đó, khi chúng ta nghe được cái âm thanh nào đó, nghe cái tiếng chửi của người khác, thì nếu như mà mình không có chánh niệm, mình nghĩ rằng là chúng sanh là mỗi người mỗi nghiệp, người cái lời nói đó nó cũng là cái ngôn từ thôi, cái ngôn ngữ để nói thôi. Rồi chúng ta có tai để chúng ta nghe, đón nhận cái âm thanh đó thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta thường thường đó là không khéo tác ý, qua cái nghe đó, hay là qua cái thấy đó, nhiều khi thấy cái cảnh hoặc là nghe cái âm thanh đó, mà mình làm cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó chịu rồi, từ đó cái tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi lên, tức là sự sân hận. Sự sân hận. Một người nếu chúng ta không suy xét kỹ, thì nếu mà chúng ta có tai nhưng mà không có âm thanh thì cũng không thành cảnh được. Hoặc là chúng ta có âm thanh mà cái lỗ tai của chúng ta nó không còn nghe âm thanh nữa thì nó cũng không được. Và nếu như cái tâm của chúng ta có khéo tác ý, có suy nghĩ, mỗi người có nghiệp riêng, rồi âm thanh nó cũng trôi qua thôi, chứ nó cũng không thể nào mà nó tồn tại lâu dài hoài. Và nếu mà người ta gieo cái nghiệp bất thiện đó, bằng cái lời nói ác khẩu đó, thì người ta gánh lấy cái hậu quả đó. Mình nói như vậy, nghĩ như vậy đó, thì cái tâm của mình đó, có suy nghĩ mỗi người có nghiệp riêng đó, hoặc là cái lời nói cũng là trôi qua thôi đó,
thì có lẽ là nếu chúng ta nghĩ như vậy thì tâm của chúng ta bớt giận. Hơn nữa đó là mỗi người mỗi tính mà, mỗi người mỗi tính, cái tính đó, đó nó có thể tùy theo cái nghiệp của họ nữa. Nghiệp bao gồm cả nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, rồi họ bộc lộ lên cái lời nói, cái lời nói. Người ta giận dữ một cái điều gì đó khi người ta không nghĩ kỹ. Nếu như mà mình nghĩ kỹ là một cái người ông anh của mình, ví dụ như ông Bà Ra Môn Akko Sakka Paradocha, khi mà thấy ông anh mình xuất gia thì có lẽ là nếu mà nghĩ kỹ đó thì mình đáng mừng, chứ không có cái gì mà được gọi là đáng giận hay đáng ghét ở đây, mà lại là đáng mừng thì nó khác. Còn đằng này đó là ông rất là ghét Phật, cho nên là ông ta chửi Phật, rồi ông ta mắng nhiếc Đức Phật rất là nhiều. Thì ở đây đó, trở lại, nếu trên phương diện trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta tu tập cũng vậy. Mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm, chúng ta cần có cái khéo tác ý. Khéo tác ý là sao? Trong khi các căn chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì mình cũng phải suy nghĩ rằng các cái cảnh vật đó nó cũng đều vô thường, đều thay đổi, nó không bao giờ mà bền vững. Rồi người ở đây đó, cái người ta ghét mình hay là người ta thương mình đó, thì cũng trong một khoảng thời gian nào đó thôi, chứ không thể nào mà người ta ghét hoài, cũng không thể nào mà người ta thương hoài. Và cái thương cái ghét đó cũng chỉ là thường tình của thế gian. Nếu mà mình nặng về vấn đề ghét và thương đó, thì bắt đầu là cái tâm của mình nó sẽ sinh ra những cái điều suy nghĩ như thế này thế nọ. Rồi nhiều khi đó người ta nghĩ mình ghét, người ta ghét mình, cho nên là có là mình phải trả đũa lại, trả đũa bằng lời nói hay trả đũa bằng cái hành động, hay hoặc là không trực tiếp thì sẽ gián tiếp, không hiện tại thực hiện thì sau này sẽ thực hiện bằng cách trả thù, âm thầm trả thù. Thì như vậy nó cũng không phải là cái tốt. Cho nên trong pháp cú mà chúng ta có nhớ một cái câu pháp cú, ở mấy câu pháp cú đầu có cái câu pháp cú là hận thù thì không thể diệt bằng hận thù, mà hận thù chỉ có diệt bằng với cái tâm từ thôi, tâm bi thôi, chứ không thể nào diệt bằng hận thù. Đó là định luật từ xưa nay. Chúng ta xem phương phim Tàu, hay là chúng ta xem chuyện Tàu, chuyện đó đây, chuyện đây, chuyện đó, chuyện đông, chuyện tây, thì chúng ta thấy đặc biệt là cái người Tàu, họ khuếch xuyên lên những cái công việc, có cái việc gì đó, thì thường thường là nói rằng cái sự hận thù nó kéo dây từ đời này tới đời khác, hết đời cha, đời con, hết đời con tới đời cháu. Như vậy sự hận thù đó, đó nó lại càng chồng chất lên thêm, chứ nó không thể nào bớt được. Chỉ có cái tâm từ, chỉ có tâm bi. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì cũng như là chư vị thánh, đặc biệt là bậc A-na-hàm cũng như là bậc A-la-hán, thì các ngài dứt trừ được sân rồi. Các ngài gặp cái đó, gặp những cái cảnh đó thì giống như là nước mà đổ lá sen mà thôi, nó không có thấm đâu vào đâu hết á. Không phải là các ngài không có trí hoặc là các ngài không có cái phản ứng, nhưng mà điều đó nó vô nhiễm, nó tạo thành một cái vô nhiễm đối với các bậc thánh, đối với các bậc thánh, đặc biệt là bậc A La Hán hay là đối với Đức Phật cũng vậy. Chúng ta thấy như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng một người mà gieo cái ác nghiệp nha, từ cái nghiệp khổ của mình đi, mình nói như chúng ta nhớ cái câu chuyện của nàng thứ phi Magandhiya, tức là thứ phi của Duryodhana, Duryodhana. Thì vì do cái lòng tự ái, rồi do cái lòng sân hận, ghét Đức Phật. Vì một lần nọ, hai ông bà cha mẹ của Magandhiya, ông Magandhiya đó, nhìn thấy cái dấu chân của Đức Phật, nhìn thấy cái dấu chân của Đức Phật, ông ta đoán biết rằng đây là một bậc đại nhân,
Cho nên là ông ta dặn vợ và con của ông ta đó, đón đường Đức Phật để mà xin gả Thứ Phi Ma Gan Đi Giá cho Đức Phật. Cho Đức Phật thì Đức Phật đã cố tình để cái dấu chân đó lại, để cái dấu chân đó lại ở trên mặt đất đó. Cho nên ông ta cũng là người mà giỏi tướng số mà, cho nên là ông ta đón biết Đức Phật là tướng đại nhân. Tướng đại nhân, tướng này là phải là nếu mà ở đời đó là phải là làm vua, làm vua. Giống như là Tiên A Tư Đà mà đón tướng của Đức Bồ Tát khi mới ra đời vậy đó. Vừa lọt lòng ra đời thì qua một thời mấy ngày sau thì Tiên A Tư Đà đón là Đức Phật sẽ có một trong hai con đường. Và đối với con Đanh Nhá đó là một cái vị ẩn sĩ mà sau này là trở thành một vị đệ tử của Đức Phật, đón chắc chắn Đức Phật sẽ là một bậc giác ngộ. Thì ở đây chúng ta thấy là cái tướng đại nhân sẽ làm vua, cho nên là ông Ma Gan Đi Giá đón Đức Phật để mà có cái ý là muốn gả Thứ Phi thiếu nữ Ma Gan Đi Giá này cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật đã thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp cho hai ông bà nghe về sự bất tịnh của cơ thể, của xác thân này, sự khổ của xác thân này, và hai ông bà đã nghe xong rồi giác ngộ trở thành một bậc thánh. Trong khi con gái của ông Ma Gan Đi Giá, ông bà là Môn Ma Gan Đi Giá, đã nuôi cái lòng oán hận, nuôi cái lòng oán hận. Và khi mà nuôi cái lòng oán hận, bà ta mới nói rằng nếu mà sau này bà ta gặp bà mà có lên làm vua, làm hoàng hậu hay làm thứ phi gì đó thì chắc chắn bà sẽ trả thù những điều đó. Quả thật rằng cái phước của bà, cái tướng của bà đó cũng là cái tướng mà làm không chánh hậu thì cũng là thứ phi. Cho nên sau này làm thứ phi của vua Udayana đó. Cho nên là sau này khi mà Đức Phật với cùng với ngài A Nan đi đến thành đến thành để trì bình khất thực thì bà mới kêu những cái người mà côn đồ, những cái người du thủ du thực đó chửi mắng Đức Phật rất là nhiều, chửi mắng Đức Phật rất là nhiều. Ngạ Na nghe vậy đó, cho nên rằng là thưa với Phật, bạch Đức Thế Tôn, ở nơi đây họ chửi nhiều quá, cho nên nên đi nơi khác. Phật nói là đi nơi khác người ta chửi nữa làm sao. Thì Ngạ Na nói bạch Đức Thế Tôn, đi nơi khác nữa. Phật mới nói là không, này anh em, ở nơi nào mà phát sinh sự phiền não đó, thì cần ở nơi đó, phải cần có cái sự kham nhẫn. Quả thật như vậy, Ma Gan Đi Giá đã cho những cái người côn đồ, những cái người du thủ du thực chửi Đức Phật rất là nhiều, những cái lời rất là thậm tệ. Và quả thật như vậy là sau này bà chết đó, thì quý vị biết rằng là bị chết rồi cũng bị quả thiêu, bị cháy rồi sanh vào trong địa ngục. Đó là cái hậu quả của một cái lời nói, mà đặc biệt là cái lời nói cay nghiệt, cái lời nói mắng nhiếc đến những cái bậc mà ở đây chúng ta thấy là bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật. Thì trở lại trong cái câu chuyện như thế này, nếu mà chúng ta nói trong cái đời sống hàng ngày mà tu tập đó, thì rõ ràng cái sự sân hận nó là cái mối nguy hại cho chúng ta. Nếu chúng ta có một cái sự suy xét kỹ lưỡng, tức là có cái khéo tác ý đó, nghĩ cái gì cũng vậy, âm thanh nó cũng là thay đổi, người mắng chửi chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi, đó là vô thường. Và nếu chúng ta chấp vào đó thì chúng ta sẽ khổ. Nếu chúng ta xét kỹ là có căn có cảnh, có căn tức là có tay, có mắt, có mũi, có lưỡi, có thân, có tâm như vậy, đó là có căn. Rồi có cảnh, trần cảnh tức là có cảnh, thì gồm có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó. Cái đó đó, nếu chúng ta các căn chúng ta tiếp xúc với các trần mà chúng ta không có khéo tác ý thì từ đó phiền não nó phát khởi lên, có thể là tham phát khởi lên,
có thể là sân phát khởi lên, có thể là si mê phát khởi lên, hoặc là có khi tà kiến phát khởi lên, hoặc là ngã mạn phát khởi lên. Cho nên chúng ta thấy rằng là bất cứ khi lúc nào cũng vậy, các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, các cái trần cảnh, thì chúng ta cần có khéo tác ý, suy nghĩ như thế nào để rồi tâm bất thiện đừng có sanh khởi, mà tâm thiện được sanh khởi. Đó là khéo tác ý. Khéo tác ý. Chúng ta phải thấy rõ như vậy. Trong các cái cảnh vật đều là vô thường. Trong các cái cảnh vật nó đều là vô thường. Và ở trong cái sự đời, cuộc đời này, có thân thì là phải có tiếp xúc với các cái trần cảnh, mà để cho phiền não sanh khởi lên, đó là sự khổ. Đó là sự khổ. Vì vậy cho nên là chúng ta suy nghĩ về vô thường, quán xét về vô thường, quán xét cái quả của cái nghiệp ác nghiệp, của ác nghiệp do lời nói, do hành động, do suy nghĩ bất thiện như vậy, thì gây nên cái quả khổ rất là nhiều. Gây lên quả khổ rất nhiều. Nhiều khi chúng ta biết rằng cái quả của nghiệp bất thiện nó chưa trổ ra ngay trong hiện tại, mà ở trong một kiếp nào đó. Hoặc là hiện tại này chúng ta đang nhận, đang tu, đang sống đây, có nghĩa là chúng ta cũng có thể là nhận cái quả của nhân quá khứ, của nhân bất thiện quá khứ để lại. Thì chúng ta bất chợt trong một lúc nào đó chúng ta gặp nhiều cái khốn đốn, gặp nhiều cái khổ sở trong cái cuộc sống, thì mình phải nói những điều đó là chúng ta suy xét về nhân quả nghiệp báo, thì chúng ta rất là ngán ngẩm, chúng ta rất là ngần ngại trước những cái hành động, lời nói hoặc suy nghĩ của mình nếu không có kéo tác ý. Vì vậy cho nên ở đây đó, trước tiên á, là khi một người sân hận á, là bản thân của mình là phải khổ rồi. Mình sân hận lên do cái lời nói của người ta, hay là do hành động của người ta. Mình thấy chướng mắt chướng tai gì đó, cái tự nhiên là sân hận cũng không tốt. Không hài lòng cũng không tốt. Rồi cái lời nói của người ta cũng vậy. Người ta nói có chủ ý là mắng nhiếc, thì mình biết ghi nhận, biết rõ như vậy, thì cái tâm của mình cũng không nên vì vậy mà mình sân hận. Mà nếu như một người mà sân hận thì chính mình làm khổ cho mình, tổn thất cho mình rất là nhiều. Khi mà mình sân hận thì thường thường đó là thốt ra những cái lời nói, hay hoặc là có những hành động bởi thân, hành động cẩu thả, đánh đập, tra khảo. Những cái hành động đó là hành động mà chúng ta biết làm tổn thương với tất cả chúng sinh. Rồi cái lời nói đó là lời nói làm tổn thương cho tất cả chúng sinh. Cho nên là ngay cả cái người mà ở hiện tại mà họ sân hận á, thì trong lòng của họ cảm thấy bất an lắm. Dạ, bất an lắm. Và cái người mà sân hận nó thường thốt lên những cái lời nói, hành động, cử chỉ, hay gọi là chung đó là hành vi đó. Hành vi đó thì thường là làm cho người khác bất an, cái người chung quanh bất an, cái người chung quanh bất an. Mình để ý một điều đó là ai mà cái tâm sân hận ở chút nóng sân hận, người ta ngại lắm. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Phong Lan. Cho nên nếu một người sân hận thì bản thân của người đó cũng bất an rồi, cũng khổ đau hiện tại rồi. Rồi nếu mà sân hận mà suy nghĩ nó không tốt đó, thì làm khổ cho những người chung quanh rồi. Hành động lời nói làm khổ cho những người xung quanh, rồi là sẽ là bị cái khổ ở quả báo do cái nghiệp ác khẩu hay là ác hành gì của mình làm ra, do cái sự sân hận mà ra. Cho nên cái quả khổ nó sẽ có. Vì vậy cho nên cái người mà sân hận trước nhất mắt á, là họ cũng khổ, mà những người xung quanh cũng khổ, những người cộng trú xung quanh á, là họ rất là khổ, bởi vì dễ sân hận. Và sân hận một cách rất là vô căn vô cớ, dễ dàng
như vậy. Rồi là cái quả báo ở tương lai cũng khổ. Quả báo nếu mà có những cái lời nói hoặc là hành động đem đến khổ thì cái quả khổ lắm, cái quả khổ. Như vậy thì chỉ có cái tâm từ của mình mới thật sự là một cái liều thuốc để giải đi cái sự nóng giận sân hận đó. Chỉ có cái là mình nghĩ rằng mỗi người đều có cái nghiệp riêng, chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta chấp làm chi. Nếu chấp là chúng ta khổ, chúng ta chấp là chúng ta khổ, chúng ta sân hận lên là chúng ta khổ. Vì vậy cho nên là rồi chúng ta nghĩ rằng là từ cảnh vật cho đến người xung quanh của chúng ta, cái người mà gây nên cái đau khổ chúng ta thường là sân hận, bởi vì nó hại tôi, nó làm tổn thương tôi, hay là nó hại tôi, nó làm tổn thương thân quyến của tôi, người thân của tôi. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, cho nên là điều cái gì đó làm cho cái nội tâm của mình nó bất an. Vì vậy cho nên là mình cần phải suy xét cho thật kỹ, để mà mình tu tập cái tâm từ đó, để làm xóa dịu đi những cái sự sân hận. Và ở đây đó, cái người mà không có sân hận đó, thì chính họ đã giúp an vui cho họ, hay là họ đã tiếp độ cho họ, như Đức Phật chúng ta biết, hoặc là các vị thánh, rồi cũng tiếp độ cho những người, những tha nhân nữa. Bây giờ mình nói rằng một người mà có cái tâm từ đó, tâm bi đó, thì nó toát lên một cái vẻ của một người có một cái tâm từ tâm bi. Nó toát lên một cái vẻ của một cái người hiền từ mát mẻ, dễ dàng như vậy, thì có lẽ là cái sự thân cận của mình, những cái người chung quanh của mình nó có. Còn nếu như mà mình sân hận, chúng tôi có một cái câu chuyện rằng là có một cái câu chuyện ở trong phim nói là vì chính cái hận thù, cái người mẹ nhắc cái người con khi còn nhỏ đó, lớn lên hãy trả thù đó, mà cái đứa con gái đó sau này nó lớn lên, nó học võ công, rồi cái nó tàn sát hết tất cả mọi người, rồi cuối cùng về già đó, thì nghĩ lại mình, người thân còn xa lánh mình đó. Chứ đừng nói tới cái chuyện mà những cái người nào khác, người thân còn xa lánh của mình, cuối cùng là trở thành một cái người cô độc, và chết trước khi chết nó có trở thành một cái sự nỗi ám ảnh, một cái sự khổ, mà thấy mình là không có những người chung quanh, người thân không có chung quanh mình, và bất cứ không có một người nào hết, thì cảm thấy nó là cô độc. Thì ở đây khi mà mình nói rằng đời sống tu hành là cần có sửa chữa, cần tu tập với cái tâm từ, chẳng hạn như chúng ta ông thấy ông Bà La Môn Akko Sakka Phara-đo-chá đó, ông ta mắng nhiếc Đức Phật như vậy, nhưng mà Đức Phật thì ngài không có một cái, bởi vì mình nghĩ rằng đối với ngài thì là một bậc vô nhiễm rồi. Trong đây cái câu mà những cái câu kệ mà Đức Phật muốn khẳng định lại một bậc mà đã đoạn trừ phiền não đó, sao có sân ở bậc vô sân, bậc điều phục sống chánh mạng, bậc giải thoát với chánh trí, bậc an tịnh trong tịnh lạc. Ai mạ lị, kẻ mạ lị chỉ khiến mình tệ hơn, không mạ lị, kẻ mạ lị chiến thắng trận khó thắng. Người sống lợi lạc cả hai, bản thân và tha nhân, khi biết đối tượng giận dữ, vị ấy chánh niệm an hòa. Người chữa lành cho cả hai, bản thân và tha nhân, cả tha nhân quần chúng nghĩ là thiếu trí, vì không hiểu rõ chánh pháp. Thì chúng ta thấy các cái bài kệ này để nói rằng là cái người mà thắng được mình chính là cái người mà giống như trong Kinh Pháp Cú nói rằng, cái người mà đang lúc nào đó mà mình ngăn chặn được cái lòng sân của mình, thì giống như là cái người mà ngăn chặn được cái trớn của chiếc xe đang lao xuống dốc vậy đó. Mình ngăn chặn được thì tốt. Vì vậy cho nên là
đối với Đức Phật cũng vậy, là một bậc vô nhiễm. Tức là mình hiểu là do các ngài đã đoạn tận phiền não, cho nên mặc dù cái lời thóa mạ của ông Bà La Môn Ác Kosaka Paradocha thốt ra như vậy đó, nhưng mà rồi nhờ vậy mà Đức Phật đã nhiếp phục được ông Bà La Môn này. Và sau đó thì ông Bà La Môn này đã nói rằng là như cái người mà dựng một cái vật đã ngã xuống, như một người đã đem ánh sáng vào trong bóng tối. Tức là Đức Phật, ông Bà La Môn mới nói rằng chính Đức Phật đã đem lại cho ông ta cái niềm hỷ lạc. Và cuối cùng thì ông ta quy ngưỡng Đức Phật, quy ngưỡng Đức Phật, xuất gia theo Đức Phật. Và sau xuất gia thì một thời gian sau thì trở thành một bậc thánh. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy cái bài học á, là Đức Phật là một bậc vô nhiễm, cũng như là các vị thánh, đặc biệt là bậc A-na-hàm cho đến là bậc A-la-hán, thì các ngài không còn sân nữa rồi. Và đó là một trong những cái bậc mà gọi là vô nhiễm. Cho nên từ ở cái việc mà ngài không làm tổn thương cho ai, và cũng đã tiếp độ cho tất cả sinh loài, từ ở cái việc đó, từ cái việc mà không có sân. Còn một người mà dùng những lời mạ lị để mắng lại những cái người mạ lị thì nó càng chồng chất thêm, quan trái thêm, quan trái thêm. Và cái sự sân hận đó nó càng chồng chất lên, lớn lên thêm nữa, nó cũng chẳng có cái ích lợi gì. Như vậy thì ở đây qua cái bài học này chúng ta thấy rằng là với trong cái đời sống hàng ngày đó, là mình tu tập với cái từ tâm bi. Tu tập tâm bi, tâm từ là mình mát mẻ với mọi việc. Việc gì mà mình nóng vội quá thì dễ bị thất bại. Và việc gì mà mình quát tháo quá, hay hoặc là mình nóng nảy quá nữa, thì nó cũng không có một cái, thường thường nó không có cái kết quả tốt, mà nó là có cái kết quả xấu. Và do vậy đó là mọi sự việc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, chúng ta cần có một cái sự suy xét chân chánh bằng cái sự khéo tác ý của mình. Khéo tác ý ở đây đó là chúng ta phải nghĩ đến ngọn ngành, nghĩ đến mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, nghĩ đến những cái âm thanh sắc tướng, những cái gọi là có căn có cảnh tiếp xúc với các cái trần cảnh. Nếu chúng ta có một khéo tác ý thì cái tâm của chúng ta không có sân hận. Còn nếu chúng ta không khéo tác ý thì thường thường là dễ bị sân hận. Đặc biệt là chúng ta chấp vào cái tôi của mình nhiều quá đó, cái tôi của mình nó lớn quá đó, thì cái sự sân hận nó không thể nào không có. Và do vậy đó, chúng ta phải dẹp bớt cái tôi của mình. Thì ở đó chúng ta sẽ vừa được an lạc do chúng ta tu tập tâm từ, do chúng ta tu tập tâm bi, và vừa là một cái chất xúc tác tạo nên cho cái sự an vui cho những người chung quanh. Khi mà họ hướng đến với mình hay là hướng đến với Phật Pháp thì tạo nên cái sự an vui rất là nhiều. Như vậy thì cái bài học này cho chúng ta thấy rằng là cái lời nhục mạ đó của ông Bà La Môn Akko Sakka Paradocha đó, đã mắng nhiếc Đức Phật, nhưng mà nhờ Đức Phật đã có tâm từ, và Đức Phật đã hỏi lại ông Bà La Môn, cuối cùng ông Bà La Môn đã quy phục Đức Phật, được Đức Phật tiếp độ và xuất gia theo để trở thành một bậc A-la-hán. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay, sẽ dành thời gian còn lại để chư tăng tụng nội dung ở trong cái bài học này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lần hai, xin kính ơn đến thượng tọa Pháp Tân đã vừa giảng cái bài kinh hôm nay. Và hôm nay vì lý do từ hòa thượng Nhất Đẳng có cái việc đột xuất không có thể điều họp ngay lúc này. Và giờ này thì con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu,
kính cung thỉnh sư phụ sẽ trả lời cái những câu thảo luận đầu, và sau đó thì chúng con cùng với thượng tọa Pháp Tân sẽ điều hợp cho chương trình sẽ vừa với cái thời gian. Và bạch sư phụ thì siêu sư phụ có mặt không? Thì nếu sư phụ có mặt thì siêu các bài học hôm nay á, thì cái câu thảo luận đầu á mà thượng tọa đã nhắc lại, hòa thượng Nhất Đẳng đã soạn để lại đó, sư phụ có mặt không? Bạch sư phụ để sư phụ trả lời câu hỏi đầu tiên. Dạ. Yeah. Thí dụ không ăn những gì người ta dọn cho mình, trong bài kinh này áp dụng cụ thể ra sao trong thực tế? Dạ. Yeah. Kính cung thỉnh sư phụ tỳ siêu ạ. Nhà mô Phật. Chị Siêu có mặt trước máy không ạ? À? Tôi sẽ tự trí liên hệ giùm. Cái câu thảo luận hỏi rằng là dựa trên cái bài học á, thì chúng ta thấy ăn những gì người ta dọn cho mình trong bài kinh này thì áp dụng cụ thể ra sao trên cái thực tế? Thì đó là xuyên qua. Dạ, nếu khi nào mà có sư phụ, con kính cung thỉnh sư phụ quay trở lại. Sư phụ báo cho con biết để coi tình hình sư phụ có mặt ở trước máy bạch sư phụ. Dạ, không có thì có lẽ để nếu cũng có sư phụ thì siêu thì kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Thì ở đây tức là khi mà Đức Thế Tôn này gặp cái ông Bà La Môn Akosakat Pharadocha, thì được nghe Bà La Môn này từ bỏ gia đình xuất gia, thì hay tin đó, ông này như vậy đó, thì Đức Tôn đi đến Thế Tôn khi gặp Đức Phật này, ông ta mới ông ta được nghe cái ông Bà La Môn Pharadocha Gotat, còn ông ta tên là Asoka Pharadocha. Thì khi được nghe như vậy đó, thì ông ta đi đến, ông ta mới bởi vì nghe tên cái xem như là một cái người thì kinh văn giải. Bây giờ Bà La Môn Asoka Pharadocha được nghe Bà La Môn Pharadocha Gotat từ bỏ gia đình mà sống xuất gia, thì ông ta đến bực bội mắng nhiếc và mạ lì vọng ngữ đối với Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, khi ấy á, khi ông ấy nói xong á, thì Đức Phật này mới hỏi này, ông Bà La Môn có bao giờ bạn bè thân hữu quyến thuộc ông đến thăm viếng ông? Đôi khi có chứ thưa tôn giả, có. Nếu như vậy có thì ông có mời những bữa ăn hay những thức ăn cho những người đó không? Có thể đó cũng có. Nếu họ không ăn những thực phẩm đấy thì thuộc về ai? Thì nếu không ăn thì thôi. Nếu họ không ăn thì những thực phẩm ấy thuộc về chúng tôi. Thì kính thưa quý vị, này Bà La Môn cũng tương tự như vậy. Thì chúng tôi là những người không mạ lị, là những người không hủy bán, là những người không nhắm vào ai. Chúng tôi cũng không đón nhận những sự mạ lị của Bà La Môn như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy có một điều. Đây chính là một cái Đức Phật này dùng một hình ảnh quá. Bằng một cụ thể ví dụ cho ông Bà La Môn Pharadocha Gotat này, ông ta biết chính Đức Phật nói ngươi đem đãi ta những cái món ăn đó, ở đây có nghĩa là những cái sự chửi bới, những cái sự mạ lì, những cái sự phỉ báng đó, bây giờ ta không nhận. Đây là một bài học. Đây là một bài học mà tất cả chúng ta biết, đó là một cái điều mà Đức Phật để lại cho đời rất là hay. Những lời chửi mắng mê si,
Như Lai chỉ là thương dạy vì Như Lai chỉ từ bi thương vì chúng sinh đau khổ thôi, chứ sự thật ra những cái chuyện đó nó không có dính líu tới Ngài, và nó cũng không có mang nặng cho chính Ngài. Và trong cuộc đời này, vì bởi vì mình chấp ngã, bởi vì mình còn đau khổ, mình bực bội, cảm thấy khó chịu khi bị người ta mạ lị, khi người ta bị người ta nói xấu, khi người ta bị nghĩ oan, hay mình chúng ta bực tức, khi cái vị vua này đó, thì xin lỗi ông Phá Đô Chá này, đây là một nhiều một thần quân mà, cho nên các vua phi tần nghĩ rằng thế nào chửi bới như vậy thì Samogutama sẽ sân, nhưng điều mà không, bởi vì các bậc đã điều phục, các bậc đã thành tựu, các bậc đã giác ngộ rồi, an tịnh trong niết bàn, chứ không có cái chịu mà đau khổ. Thì đây là một hình ảnh quá về cái món ăn, chứ sự thực ra những cái gì người ta mang tới cho mình, có những cái trong tinh thần thực tế, dẫu cho đó là vật chất cũng vậy, chúng ta cũng phải biết cái nguyên nhân của nó thì cũng vậy, rồi chúng ta mới nhận. Chứ nếu như trường hợp mà cái gì cũng nhận, không phải là cái gì cũng nhận, mà cái đó coi như là vô công bất thụ lộc, hoặc là thí ân bất cầu báo, thì chẳng hạn như vậy đó, thì nếu như gặp những cái tình huống như vậy, thì tùy theo chúng ta có những cái tình huống mà chúng ta mới nhận được những cái chuyện mà lợi lộc, cái tiền bạc hay đồ ăn thức uống của người cho, chứ không phải là cái gì cũng nhận được. Nhưng ở đây một hình ảnh mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài hỏi ông Bà La Môn Phá Đô Chá Quát Tát này, những như gì nếu ai đi tới mà ngươi có dọn ra cho ăn, bây giờ họ không ăn thì ngươi cất, thì cũng vậy, những gì mà ngươi gửi đến Như Lai cùng với đệ tử của Ngài thì thôi, ngươi hãy nhận lại. Thì nó dạy cho ông ta biết rằng không có tự động mà mình có quyền mà mắng nhiếc chửi rủa, và mình làm cho người ta phải nói là bà lị người ta được, cái điều đó nó không được. Thì kính thưa quý vị, Ngài muốn tế độ cho ông Bà La Môn này, cho nên Đức Phật Ngài mới dùng hình ảnh đó để cho ông ta có sự suy nghĩ, và sau đó ông ta sám hối Ngài và quy y. Thì có người chúng ta chẳng qua đó là sự chấp ngã, chấp cái ngã chấp của mình, hay là mình bị một cái sự bực bội tự nhiên. Mình luôn luôn cho rằng tự nhiên tôi không chọc ghẹo gì mà nó chọc ghẹo tôi, hay tự nhiên nó chửi mắng tôi. Ở đây quả thật thì Đức Phật Ngài không chọc ghẹo gì hết, nhưng điều mà ông ta cũng mắng nhiếc Ngài, Ngài không có suy về cái nhân quả gì. Nhưng ở đây nếu chúng ta suy nghĩ, tất cả các pháp đều có nhân quả hết, không có tự động mà người ta mắng nhiếc mình, đâu cũng là có một sự quan kết, hay trong một cái sự bực bội, trong một sự khó chịu, thì chúng ta nhìn bằng một cách tu tập á, chúng ta nhìn bằng như vậy. Chứ ở đây kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này á, nhiều người ai cũng có cái quyền tự cho mình đúng, mình không sai, và người ta không được phép mạ lị mình bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia. Chứ sự thật ra trên tinh thần người ta có cái miệng, người ta muốn nói, người ta nói, nhưng người ta nói được cái lời hoa ngữ, người ta nói được cái lời thơm tho, hay người ta nói là những cái lời thối tha, người ta nói những cái lời ác khẩu, người ta nói những cái lời thâm độc, những cái lời nặng nề, những cái lời khủng khiếp, những cái lời thô tục, thì đó chính là tâm tư của chính con người đó, nó vốn là trần ai, nó vốn là con người tệ hại, thì nó phải là như thế. Còn những người người ta không thể phát ngôn ra, người ta có không thể chữ thề chữ tục được, người ta không thể nói cái lời ác khẩu được, thì đối với những người đó, người biết tu, những người biết tu thì cũng vậy đó. Không phải người ta chửi mình chửi lên người ta, không phải vì cái tu phải là vậy. Người ta chửi mình phải nghe, và nếu nó theo cái sự tu tập á, thì nó mắng tôi, đánh tôi, cướp chuyện của tôi, chửi mắng gì tôi đó, ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Mà nói tới cái sự cao cấp hơn nữa đó, nghe chỉ ghi nhận, mình nghe đi rồi nó buông qua, nó không có cái chuyện gì hết. Ở đây chính Đức Phật Ngài muốn tế độ cái ông Bà La Môn Phá Đô Chá Quát Tát này, cho nên Ngài mới giải thích như vậy. Chứ sự thật ra những lời chửi mắng mê si Như Lai thương dạy bởi vì chúng sinh thôi, bởi vì chúng sinh thôi, không có quan tâm. Thật sự là Ngài không có dính líu gì hết, Ngài cũng chả có
có phải mất mát buồn khổ gì hết, mà đó chính là bởi vì chúng sinh quá là vô minh, quá là ngu si. Cho nên như vậy, cho nên mỗi chúng ta cần phải có một cái sự chiêm nghiệm ở trong cuộc đời này đó, là mỗi khi mình đừng có mạ lì người, đừng có chửi mắng người, mình đừng có đánh đập người, mình đừng có cự nữ người, vân vân, thì tất cả mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, để chúng ta sẽ đỡ an ổn hơn. Chứ chúng ta càng cự nữ, chúng ta càng uất ức, khổ đau nhiều, thì chính chúng ta nặng nề hơn. Chứ sự thật ra rồi, tất cả pháp nó vô thường, tất cả pháp cái duyên, cái vô thường đó nó đến nó đi, cảm thụ cũng như thế, rồi nó cũng sẽ đi qua. Thì ở đây chính là chỉ là câu hỏi này, và thực chất đảng hội vậy chứ món ăn đó, nếu như không ăn những gì mà người ta dọn cho mình trong bài kinh này áp dụng thực tế thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta có những cái bài học khác nhau. Có những lúc người ta chửi mình nghe, có những lúc người ta chửi mình nghe và mình không quan tâm, còn có những lúc á, có những chuyện á, mà trong thực tế thì chúng ta cũng phải nói rằng là khó có thể trong thực tế thì nó là muôn hình dạng trạng. Có những lúc nếu mình không nói thì cũng không được, nhưng mình biết cách nói, và ở đây biết cách ăn và biết cách không ăn, biết cách nói và biết cách không nói. Chúng tôi nói trực tiếp ở trong, cũng như là trên cái câu hỏi này, xin lỗi, trực tiếp trong cái hoàn cảnh cũng như ở trong câu hỏi này như vậy. Chứ không phải lúc nào chúng ta người ta dỗ mình không ăn thì mình không có cái gì hết. Không phải, có những lúc trong một cái sự lỡ lầm, trong cái sự không hiểu, họ không hiểu mình là gì cả, nhiều khi họ có xúc phạm, họ có nặng nề một chút xíu, thì chúng ta cũng nên tha thứ. À, thấy chưa? Chúng ta cũng nên xí xóa, chúng ta cũng như là y như mà gặp nhau rồi thì có những cái có những sự đụng chạm, có những cái lời qua tiếng lại, thì rồi mới là quen nhau, mới là biết nhau, mới cũng là tri âm tri kỷ với nhau chứ. Cũng có nó mô hình dạng trạng lắm, dạ, chúng ta có thể xác định. Nhưng ở đây trên cái bài học trong cái bài học hôm nay, cái kinh này thì áp dụng thì chúng ta biết là không ăn những gì người ta dọn cho mình, đó chính là khi những gì đó mà người ta ác xấu, những chuyện gì đó mà nó không tốt đẹp, những chuyện gì đó mà nó muốn cũng như là nó khổ đau mà người ta mang tới cho mình, mình phải biết cách vượt qua, dạ, mà chúng ta không quan tâm nó, dạ. Đây chính là cái câu thảo luận đầu tiên. Chúng tôi xin trả lời như vậy, và tiếp theo kính bạch sư phụ thì xin có mặt trước máy cho bạch sư phụ. Nếu sư phụ có mặt trước máy, con kính con thỉnh sư phụ trả lời những câu hỏi đầu này, thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ, thỉnh sư phụ có mặt trước máy, bạch sư phụ. Sư phụ giảng kinh này. Sư phụ đang thuyết pháp kinh rồi. Để đấy chưa gọi sao ha. Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ trả lời cái câu thảo luận số 2. Dạ, một phần để bóp dùm cho con hay. Chúng ta thường gặp những chống đối từ người này, người kia trong cuộc sống. Có nên làm ngơ hay nên đối diện? Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ từ siêu. Nên bộ của thầy vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống chúng ta thường gặp những cái sự chống đối từ phía mọi người,
có bên làm ngơ hay là đối diện, chúng tôi cũng không có nói là nên làm ngơ hay là nên đối diện. Người có trí là chúng ta phải biết mình, phải biết người, khi mà làm ngơ đó trường hợp khi nào mà chúng ta gặp người đó chúng ta thấy không cần phải đối phó với họ làm gì, bởi vì họ không có cái thái độ phục hiện. Thì như vậy đối với người này, nếu chúng ta đối phó với họ cũng chẳng khác nào một cái đứng xương mà mình phải đứng gần nó bị hôi rồi, mình xuất hiện mình lấy cái cục đất cục đá mình ném chọi vào cái đống phân đó, hay là mình lấy cây mình đập vào đó thì nó sẽ văng mình túng phẫn dính mình đi. Cho nên trường hợp này là Đức Phật đang dạy phải làm ngơ, tức là trong những hạng người có khi phải làm ngơ đó, đó là gặp cái người sân hận. Còn cái trường hợp mà chúng ta đối diện với vị, nói biết cái người họ có cái sự chống đối với mình, nhưng mà mình biết người đó là người trí, họ có thể nghe cái lời giải thích hay cái lời khuyến cáo nhắc nhở mình có thể xin nhận được, thì trong trường hợp đó mình nên đối diện. Như vậy không có nghĩa là lúc nào chúng ta gặp cái người chống đối mình cũng phải đối diện, mà cũng không phải lúc nào chúng ta cũng làm ngơ. Người họ chống đối mình là do họ có sự hiểu lầm hoặc giả, rồi mình biết họ sẵn sàng để họ phục thiện thì trong trường hợp này mình nên đối diện. Vậy đó, cho nên cái cuộc sống của chúng ta nó cũng khó lắm thưa quý vị, phải biết người biết ta mới được. Chúng tôi không đối diện là tại vì chúng ta không muốn đem lại cái sự hùng quán, quan trái, và đem lại cho mình cái sự mệt mỏi, cái sự bất an, hay là đem lại cho mình cái sự thối thất thiện pháp, làm cho thiện pháp nó bị suy giảm, bất thiện pháp tăng trưởng. Trong trường hợp đó là chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta biết là
chúng ta nên đối diện hay chúng ta nên làm ngơ? Không phải mỗi trường hợp nào người ta chống đối mình cũng phải làm ngơ. Mình cũng không phải trong trường hợp nào người ta chống đối mình cũng phải đương đầu đối diện. Nó tùy theo hoàn cảnh và nó tùy theo bản chất của mình và tùy theo cái thái độ của cái người chống đối mình. Thì ở đây đó, chúng tôi cũng muốn một vài điều để chia sẻ với quý vị ở trong trường hợp này qua cái câu thảo luận số 2. Mỗi nhà mỗi cảnh, với chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Cho nên thì cái hoàn cảnh của chúng ta trong trường hợp đó, cái người chống đối mình là người như thế nào? Thiểu trí, sân hận lỗ mãn. Thì trong trường hợp này mình phải làm ngơ để mình bảo toàn cái sự an vui cho chính mình. Đúng với họ thì mình nên xem họ như là một đống phấn mình chạm đến, mình dùng nước đá để ném trội vào thì nó chỉ vung lên và nó trúng hôi mình thôi. Gặp trường hợp đó thì chúng ta làm ngơ được. Cái đó tùy theo quý vị đánh giá. Còn nếu gặp người họ chống đối như người khác, vị Bà La Môn, các ông Bà La Môn ngoại đạo mà họ chống đối Đức Phật hay có lời phỉ báng với Đức Phật, Đức Phật là biết rõ là Bà La Môn này cũng có duyên lành để có thể giác ngộ, cho nên ngài phải có một cái thái độ đối diện. Và ngài giữ cái thái độ như thế nào để cho cảm hóa họ được, thì chúng ta cũng không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đối diện, mà cũng không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng làm ngơ. Bây giờ xin được mời tự tòa tự quyền trở lại. Nam mô Phật Thầy nha. Dạ, sa thú cũng con kính tri ân đến sư phụ. Đã vừa thảo luận cho cái câu hỏi thứ hai đó, con thỉnh sư phụ thảo luận thêm một hai câu nữa rồi thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ, sư tri tri bót tiếp dùm sư tri tri. Dạ, giờ đây cũng là cái câu hỏi rất là hay của sư phụ. Không những khi bị tấn công hay bị khuyến khích kẻ thù tiếp tục gây tổn thương cho ta, thì cũng kính thỉnh sư phụ. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc qua cái câu này, thì chúng ta thấy có cái gì không ổn. Vì Đức Thế Tôn Ngài đã dạy vị Sa Môn có sức mạnh là nhẫn nại. Vị Sa Môn phải hiểu rằng
con ngựa chiến hay là con vua chiến khi mà rơi lâm trận, thì đương nhiên là một con ngựa tài, một con voi mạnh mẽ thì đâu phải là cái chỗ nhắm của mọi người. Nếu trong trường hợp đó mà chúng ta bị tấn công mà chúng ta không có kham nhẫn đó, thì cái đó mới làm cho kẻ thù có cái duyên cớ để họ tiếp tục gây tổn thương cho mình. Và khi mà chúng ta không có kham nhẫn đó, trước những cái nghịch cảnh đó, trước tiên là chúng ta bị tổn thương do cái tâm của mình không kham nhẫn được, cho nên mình bực bội, mình khó chịu, hay là mình tức giận, thì đó là tự mình gây tổn thương cho mình trước. Còn khi mà chúng ta có sự kham nhẫn thì bao giờ cái sự kham nhẫn đó cũng được Đức Phật ngài khen ngợi tán thán. Đạo sĩ Khanh Tiến Qua Đi là vị đạo sĩ người tu cái pháp nhẫn nại, cho nên khi mà đức vua ở trong xứ đó, muốn hỏi ngài, hỏi vị đạo sĩ đó, ông tu cái pháp kham nhẫn, ông thí chính cho những người khác nghe sự kham nhẫn, ta sẽ thử, rồi ông ta đánh đập ngài. Ngài nói ra cái sự kham nhẫn không phải là ở chỗ cái thân này. Ông ta xẻo tay, xẻo mũi ngài. Thì ngài nói cái sự kham nhẫn không phải ở chỗ đó, không phải ở chỗ lỗ mũi, không phải ở chỗ lỗ tai của mình. Thì ngài cứ tiếp tục ngài kham nhẫn. Thiện vua trong xứ đó tức giận như là bị khiêu khích, ông ta hành hạ ngài cho đến chết. Nhưng mà cái vị đạo sĩ đó vẫn hành cái pháp kham nhẫn, bởi vì nếu cho cùng thì cái sự kham nhẫn đó mặc dù có thể là cái sự khiêu khích khiến cho kẻ thù tiếp tục gây tổn thương, nhưng mà giờ chúng ta đặt cái vấn đề là nếu mà chúng ta không kham nhẫn, chúng ta trả đũa lại, phản kháng lại, thì liệu chúng ta có thể làm cho kẻ thù dừng tay không gây tổn thương cho mình được hay không? Không có, thưa quý vị. Và trong khi đó kham nhẫn là một đức tánh đặc thù, là một thiện pháp, thì do đó mỗi hoàn cảnh chúng ta phải kham nhẫn. Chỉ có điều là khi mình kham nhẫn và chịu đựng đó, một là mình phải giữ cái thái độ không có thách thức kẻ thù, hai là chúng ta đừng có cái lời nói thách thức kẻ thù. Vì khi mình kham nhẫn và chịu đựng nhưng mà mình còn có cái thái độ thách thức, hay là còn có cái lời nói thách thức, thì như vậy khiến cho kẻ thù nó giống như là một con chó điên,
hay là một con chó hung dữ, khi mà gặp vào họ, nó chồm lên, nó sủa, nó nhe nanh, nó gầm gừ. Nếu mình đứng mình dậm chân thì nó càng làm cho nó trở nên hung dữ. Cho trong trường hợp đó, đó là mình phải làm ngơ, bỏ qua và tránh xa đi. Khi chúng ta kham dẫn với kẻ thù cũng vậy, chúng ta kham dẫn thì chúng ta phải tránh xa, chứ chúng ta đừng có xuất đầu lộ diện đối mặt. Mình đối mặt, mình kham dẫn giống như mình im lặng, mình kham dẫn, nhưng mà mình còn đối mặt ở gần họ cũng giống như là một sự khiêu khích. Thì trong trường hợp này là chúng ta dễ bị kẻ thù tấn công thêm nữa, nó gây tổn thương thêm nữa. Cho nên ở trong cái vấn đề đó, đó cũng phải dùng cái trí tuệ để mà suy xét. Chúng ta làm những gì mà cho nó hợp, nó hợp lẽ. Và trên hết, chúng ta phải nhớ lại trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái bài kinh Aritha Sattva ở trong trung bộ kinh. Đức Phật bảo rằng này các tỳ kheo, khi mà có người chặt tay chặt chân phỉ báng các ngươi, mà vị tỳ kheo nào có sự khó chịu bực bội, dù chỉ là khởi lên cái tâm oán hận, vị tỳ kheo đó cũng gọi là không làm theo lời dạy của Như Lai. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên cái đức tính kham nhẫn luôn luôn được Đức Phật là tán thán, Đức Phật Thế Tôn là khen ngợi. Còn cái chuyện mà mình kham nhẫn mà có khiêu khích, nó khuyến khích cho kẻ thù tiếp tục gây tổn thương hay không, thì cái vấn đề đó là chúng ta nên bằng là nếu mà chúng ta không có cái thái độ khiêu khích hay là lời lẽ khiêu khích thì làm sao họ tấn công thêm hay là gây tổn thương thêm. Thứ hai nữa là khi mình kham dẫn, mình rút lui, mình tuốt xa người đó ra, thì như vậy nó đánh vào cái khoảng không. Nếu hai bàn tay đồng vỗ, cái lực của bàn tay bên đây đẩy qua lực bên kia, lực bàn tay trái đẩy lại, thì hai bàn tay vỗ vào nhau thì nó mới tạo nên cái âm thanh. Còn khi mà chỉ một bàn tay vỗ, bàn tay kia rút lại, thì như vậy nó không có tạo ra cái tiếng động chắc chúa. Cho nên ở đây đó, cái đức tính kham dẫn là đức tính cao quý mà chúng ta luôn luôn, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là sẽ mình kham dẫn, mình nín thinh chịu đựng, mình sẽ khiêu khích cho người đó rồi cái mình bỏ đi cái đức tính kham dẫn, không được. Mà cái này cũng tùy theo hoàn cảnh. Có khi người chồng về hành hung với người vợ mà người vợ im lặng không nói gì hết, khi
tham dẫn, chịu đựng, thì có thể đó là một cái sự khiêu khích khiến cho người chồng tức giận. Bởi vì người chồng mắng chửi mà người vợ không mắng chửi lại, người chồng đánh đập mà người vợ không có phản kháng lại, thì khiến cho người chồng họ cảm thấy là họ bị khiêu khích, thế là họ tấn công thêm. Đó là trường hợp ở nhà kìa, ở tại gia, khi mà ở gần gũi. Còn nếu trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta có thể uyển chuyển được thì chúng ta có thể bỏ đi, không có nói tới. Thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là cái sự tham dẫn đó nó sẽ giúp cho chúng ta thắng quá được nghịch cảnh, chứ chúng ta không có, chúng ta không có bị lỗ lã hay không có sự nguy hiểm gì. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi có câu thảo luận số 3 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đến sư phụ Tại Siêu. Quả thật thì còn hai cái câu này nó cũng rất là đặc biệt. Đặc biệt, cho nên vì vậy chúng con có lẽ thỉnh sư phụ một câu, một trong hai câu, sư đưa lên hai câu luôn sư. Thì cái câu mà nó phải có một cái sự kinh nghiệm về lý pháp một chút xíu. Vậy cái câu hỏi thứ tư, câu thảo luận gọi rằng là cái gì là nền tảng của cái đức điềm tĩnh. Và cũng kính cùng thỉnh sư phụ quan nghĩ gỡ mắt trong cái chuyện này nữa. Dạ, mô Phật. Như Thượng Tọa Thượng Quyền làm việc chung với Hòa Thượng Giác Đẳng trên đây cũng không... cũng ảnh hưởng cái tính. Anh nói tỉnh tôi trả lời một câu cho tôi đi nghỉ, rồi cái tới hai câu, rồi bây giờ thêm câu nữa, ba câu, cứ tiếp tục như thế đó chắc hết giờ luôn quá. Thực ra những câu này thì nó cũng dễ thôi, không có khó thôi. Quý vị đưa lại, sư thầy Trương đưa lại dùm cái câu 4. Cái đức tính điềm tĩnh nó có ba cái pháp nền tảng. Thứ nhất là người có cái đức tánh kham nhẫn, quen đi, thì chắc cái đức tánh kham nhẫn khiến cho người này gặp cái chuyện gì cũng giữ được cái sự điềm tĩnh. Cái này là cũng dễ hiểu. Còn thứ hai đó, người có cái sự khéo tác ý. Khéo tác ý Yodiso Manisakara ở đây tức là suy nghĩ bằng trí tuệ. Cái đó cũng giúp cho mình có cái tánh điềm tĩnh. Chẳng hạn như là ngài Phun Đá, hay là chúng ta quen gọi là ngài Phú Luân Na, ngài xin với Đức Phật đi để đi về xứ Suna Paranta hành đạo,
Ngài mới hỏi rằng người dân Sunaparanta rất là hung dữ, thô lỗ, nếu họ gặp ngươi họ mắng nhiếc phỉ báng thì ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, cô sẽ nghĩ rằng người dân này cũng còn tốt, họ chỉ phỉ báng, mắng nhiếc chửi rủa nhưng mà họ chưa có đánh đập. Đức Phật hỏi, nếu như họ đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, cô sẽ nghĩ rằng những người dân xứ này cũng còn tốt, họ chỉ đánh đập chứ họ chưa có giết chết đâu. Đức Phật hỏi rằng nếu như họ nên con dao đến, nên thanh gươm đến, họ hăm dọa sẽ giết chết ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghĩ rằng là có những người họ nhàm chán cái thân này, họ tìm cách để họ tự giận mà chết, họ tự sát. Nhưng mà ai đối thân ô nhiễm quý trượng này đáng phải bỏ đi, nay con không tìm, không cần phải tìm cái con dao để tự sát, mà người ta đem đến cho thì vậy cũng cũng tốt thôi. Ngài nghĩ như vậy. Ngài bạch với Đức Phật cái tư tưởng đó, thì Đức Phật lại khen ngợi rằng sa thú lành thai, lành thai này vô ngã, ngươi có đầy đủ cái đức tánh kham nhẫn và nghiêm tịnh khanh tí sô ra chát như vậy thì ngươi có thể đi đến tại xứ Sunaparanta để tu tập được, để hành đạo được. Đức Phật phải cho phép đi. Quả thật khi ngài Buddha đảnh lễ Đức Thế Tôn và đi đến xứ Sunaparanta, lúc ban đầu những người dân ở xứ đó họ tà kiến ngoại đạo, họ cũng mắng chửi chỉ trích phỉ báng ngài, ngài im lặng. Ngài cũng suy nghĩ vậy, cái đó là khéo tác ý thứ nhì. Sau một thời gian thì họ cảm thấy rằng cái vị sa môn này sẽ hiền quá, ta mắng chửi một cái im lặng thôi, họ không muốn chửi nữa mà họ đi đến tìm cách thân cận để họ hỏi về cái pháp tu tập của vị đó như thế nào. Thì ngài nhân cơ hội đó ngài mới giải thích cho nghe, ngài thuyết pháp cho họ, và ngài thuyết phục được, ngài thu phục được 1000 tín đồ quy y theo Phật giáo, và có những người xuất gia nữa. Và bản thân của ngài Quân Nát thì nội trong 3 tháng ăn cư ký hạ, ngài đã chứng quả là hán rồi. Thưa quý vị, cái đức tánh điềm đạm đó nó còn do cái trí tuệ của người đó có cái sự khéo tác ý. Khi mà có sự khéo tác ý suy nghĩ đúng đắn đó, thì đó cũng là cái nền tảng để giúp cho có cái đức điềm tĩnh. Cái nền tảng thứ ba đó là sống phạm trú. Phạm trú có nghĩa là Brahmavihara, rồi bốn cái pháp cao thượng, bốn pháp cao quý, một cái pháp của vị Phạm Thiên, bốn cái đức tánh Phạm Thiên, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Người mà thường xuyên an trú với tâm từ, giữ cái tâm mát mẻ, không hận, không sân,
tôi chỉ có vi là an trú với cái tâm bất hại ở vi hiện sát đối với chúng sanh. Tôi chỉ có hỷ Buddhita Brahmavihara lòng với cái sự hạnh phúc an lạc của người khác, cái sự tài lực khác mà không có sự đố kỵ, không có sự ghen tức. Tôi tâm xã tức là không có cái sự tham chấp, dầu cho được mất vinh nhục cũng không có sự tham chấp, xem như là cái chuyện thế thái nhân tình phải là như vậy. Mưa là bệnh của trời, khen chê là bệnh của người thế gian, mình cứ nghĩ vậy. Cho nên giữ tâm xã, mà người mà có an trú trong từ bi hỷ xã thì đó cũng là cái nền tảng của cái đức điềm tĩnh. Khi mà gặp những cái sự trái ý nghịch lòng hai người khác, họ gây hấn, họ tạo cho mình cái sự khó khăn, thì vẫn điềm tĩnh được thường thôi. Như vậy thì chúng ta có ba cái nền tảng, và quý vị cố gắng làm sao để chúng ta có ba được cái nền tảng đó. Một là chúng ta phải có cái tính nhẫn nại. Hai là chúng ta phải có cái trí tuệ, gặp hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải khép tất ý suy nghĩ một cách tích cực. Và thứ ba nữa là mình phải thuần thục ở trong cái việc an trú từ bi hỷ xả bốn vô lượng tâm. Thế chúng ta thấy như vậy là tốt. Thưa quý vị, những cái pháp này rất căn bản nha. Các vị đừng nghe nói vậy, quý vị nói ồ cái trường hợp này dễ quá, con nghe pháp ở đó hoài. Nhưng mà thưa quý vị nghe hoài nhưng mà có cái sự thực hành đâu. Cho nên khi mà gặp cái chuyện gì thì mình bước tay ôm đầu nhăn nhó là chúng ta điềm tĩnh được, tại chúng ta thiếu ba cái nền tảng đó. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 4. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú chúng con kính tri ân đến sư phụ. Và bây giờ con thích kính thỉnh sư phụ đi nghỉ cho cùng sư phụ, tại vì sự thật ra thì còn một cái câu hỏi sau cùng nữa. Dạ, nhưng điều mà hôm nay thì cũng có thượng tọa Pháp Tăng đã giảng rồi, thì bây giờ còn câu hỏi sau cùng thì chắc là kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng cũng trong thời giảng nó sẽ thượng tọa sẽ có một cái ý nghĩa, trả lời nó đặc biệt hơn. Và bây giờ con kính cung kính sư phụ đi nghỉ, kính chúc sư phụ một đêm an lành và một phần. Bạch Thượng Tọa Pháp Tăng có mặt trước máy không, Bạch Thượng Tọa? Câu hỏi số 5, nếu như mà tôi trả lời mà còn nữa thì thỉnh Thượng Tọa quan nghĩ đó sẽ đặt câu hỏi cho tự quyền sẽ trả lời và kết thúc luôn. Câu hỏi số 5 nói rằng là tại sao có những vị vốn đầy đủ ba la mật mà khi mới gặp Phật vẫn phỉ báng, và kính cung kính Thượng Tọa. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Khamaya Sankhaya, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Tọa Tề Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là tại sao có những vị vốn đầy đủ ba la mật mà khi gặp Phật, mới gặp Phật vẫn phỉ báng. Chúng tôi nghĩ như thế này, cái việc mà ba la mật
thì được tích tạo, được đầy đủ. Cái vị mà tích tạo ba la mật được đầy đủ sẽ được giác ngộ. Nhưng mà trong cái thời điểm mà Paradocha gặp Phật đấy, thì chưa có được giác ngộ, còn là một người phàm phu. Cho nên là còn phàm phu thì tâm bất thiện còn đầy đủ. Chúng ta thấy rằng là một người mà đối với cái tâm phàm phu, giữa tâm phàm phu và tâm bậc thánh thì nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà mặc dù là các cái pháp độ biết rằng ở trong cái kiếp đó nó sẽ được giác ngộ thành một bậc thánh vô sanh, tức là bậc A-la-hán, nhưng mà rồi đó thì có khi thì có những cái chứng duyên, đặc biệt là đối với các cái bậc thinh văn thì có những vị cũng bị những cái chứng duyên như vậy. Bởi vì còn cái này thì cái giai đoạn này đó, khi mà Paradocha gặp Akosaka, Paradocha gặp Phật thì chỉ còn lúc đó cũng vẫn còn là phàm phu. Cho nên phàm phu trong cái suy nghĩ đó thì vẫn có những cái bị phiền não nó chi phối. Nhưng mà sau khi mà Phật đã nói những cái lời giống như là giáo thuyết pháp vậy đó, nói lên để định hình rõ ràng hơn, xác định rõ ràng hơn của một bậc mà hoàn toàn giải thoát, như là những cái câu kệ trong cái bài học hôm nay đó, để xác định là một bậc hoàn toàn giải thoát đó. Thì khi đó đó Paradocha mới thức tỉnh được, mới thức tỉnh được. Như là lời của Paradocha đã nói rằng, như người đã dựng lại cái cột và giữ ngã xuống, như người đã đem ánh sáng vào trong bóng tối, như người đã mang lại cái sự lợi lạc là từ nơi bởi Đức Phật. Cho nên Đức Phật đã khai thị, Đức Phật đã khai thông, làm cho Paradocha hướng về Phật pháp, hướng về Phật pháp. Từ cái việc mà Paradocha nghe cái lời dạy của Phật như vậy đó, cho nên là cái tâm nghĩ nó khác đi. Cái tâm nghĩ của một bậc dường như là nó có những cái điều kiện tốt, đó cũng là cái duyên để rồi gặp Đức Phật, hướng về Đức Phật, quy ngưỡng Đức Phật, rồi là xuất gia, rồi tu hành thực hành theo pháp của Đức Phật. Một thời gian sau thì Paradocha đã giác ngộ thành bậc A-la-hán vân vân. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là đối với các bậc thinh văn thì có những cái duyên, có những cái duyên. Giống như chúng ta thấy rằng là ngài Angulimala cũng vậy. Mặc dù là cái kiếp đó là pháp độ được đầy đủ rồi, đầy đủ rồi, sẽ gặp Phật rồi sẽ tu theo Phật thôi, rồi giác ngộ thành một bậc A-la-hán thôi. Nhưng mà rồi đó thì cũng vì bạn, cũng vì bạn, cũng vì thầy xuống dục, rồi cuối cùng đó là phải ra đi tìm người để mà giết, giết làm sao để đủ 1.000 cái ngón tay để xỏ lòng cái tràng qua đó. Nhưng mà rồi đó là Đức Phật biết cái duyên là sẽ tiếp độ được Angulimala. Cho nên rằng là tiếp độ, khi mà tiếp độ Angulimala rượt theo Phật. Thì rượt theo Phật, nhưng mà rượt theo hoài đó, chạy theo hoài mà Đức Phật thì vẫn đi bình thường. Nhưng mà rồi Angulimala không thể nào rượt kịp. Bởi vì đó là một trong những cái sự tiếp độ của Đức Phật khi Đức Phật sử dụng thần thông. Làm sao cho Paradocha, mặc dù là ý xin lỗi, làm sao cho Angulimala đã chạy hoài mà không kịp. Cuối cùng thì
Angulimala đã thưa với Phật là Samugotama, tại sao ông không dừng? Thì Đức Phật này mới nói rằng là ta đã dừng từ lâu rồi, còn ngươi mới thật sự là cái người chưa dừng. Thì Angulimala mới thắc mắc là tại sao mà thấy Đức Phật đi như vậy mà ngài nói ngài là đã dừng lại rồi. Thì Đức Phật ngài mới giải thích ta dừng, ta dừng các tất cả các cái hạnh nghiệp, từ các cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện ta dừng, còn ngươi mới thật sự là chưa có dừng lại. Thì sau đó thì Angulimala đã thức tỉnh được, quỳ xuống đảnh lễ Phật, rồi xuất gia. Sau này xuất gia theo Phật, rồi mới tu, rồi mới giác ngộ và trở thành một cái vị gọi là vô não hay là vô hại đấy, Ahimsa, từ cái việc tâm từ của ngài. Có một cái câu chuyện liên quan đến cái việc đó. Thì nói như vậy thì để chúng ta thấy rằng đối với các cái bậc toàn giác thì các ngài hoàn toàn nó không có những cái chứng duyên, hay gọi là không có cái gọi là cái tiền khiên tập, tức là những cái thói quen nhiều khi ở trong cuộc sống. Còn các cái bậc thanh văn trước khi trở về Đức Phật ấy, thì nhiều khi có những cái chứng duyên, có những vị ngoại đạo, rồi có những vị mà có những cái tâm tư nó khác nhau. Mặc dù lúc đó thì cũng sẽ là sau đó thì sẽ là giác ngộ thôi, bởi vì pháp độ phải được đầy đủ mới được giác ngộ thành Phật được chứ. Nhưng mà rồi đó thì trước khi giác ngộ thì vẫn còn là người là phàm phu, cho nên là phàm phu thì là còn những cái tâm bất thiện, trong đó có cái tâm sân, trong đó có cái tâm sân. Cho nên nói lên những cái lời thoá mạ Đức Phật, nói lên những cái lời nhẹ đối với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật là cái bậc mà vô nhiễm rồi, chúng ta nói một cách khác là vô nhiễm rồi. Cho nên là các ngài không có một cái sự suy nghĩ gì với cái lời thoá mạ đó, mà trong khi Đức Phật đã tiếp độ được Paradocha. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là đối với các cái bậc thinh văn thì trước khi giác ngộ vẫn còn là phàm phu, và vẫn có những cái chướng duyên, có những cái tiền khiên tập, cho nên là cái điều đó nó cũng có thể diễn ra. Nhưng mà có vậy thì cũng không có, hoàn toàn cũng không có những cái chứng duyên như vậy. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng tùy thuộc, tùy thuộc. Và trong cái cuộc hồng trần này đó, thì phiền não thì nó luôn bao phủ. Khi mà chưa giác ngộ thì vẫn còn là phàm phu, mà đã giác ngộ thành Phật rồi, thành A-la-hán rồi đó, thì lúc đó mới hoàn toàn giải thoát. Thì mỗi một cái tâm thánh đạo, tánh quả để mà sanh khởi lên, để cắt trừ những cái phiền não, để xác chứng rằng cái vị đó là vị A-la-hán, thì mới là thật sự là hoàn toàn dứt sạch những cái phiền não. Thì đây là cái ý mà tôi xin chia sẻ trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Tịnh Quyền vừa nêu ở đây. Có nghĩa là cái câu số 5 là tại sao có những vị vốn đã đầy đủ ba la mật mà khi gặp Phật vẫn còn hủy bán, hay còn là phàm phu thì vẫn có cái tâm bất thiện. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Và để tiếp theo với cái thời gian còn lại thì xin thỉnh Thượng Tọa Tịnh Quyền trả lời cho một câu. Ở đây đó là ở trong đời sống hàng ngày đó, thì theo kinh nghiệm của Thượng Tọa Tịnh Quyền là mình cần có tu tập làm sao để rồi khi mà gặp chứng cảnh chứng duyên, tâm mình không có bị chi phối, đặc biệt là trong cái sự trái ý nghịch lòng phiền muộn ở trong lòng, thay vì chúng ta phải chấp nhận với cái chung nhất đó là phiền não dẫn dấy lên phiền não. Nhưng mà làm sao để chúng ta có một cái nhìn nhận đúng, để mình điều phục cái tâm của mình trước mọi hoàn cảnh, để rồi cái tâm của mình được tu, và mình cũng không để bị cái sự chi phối của phiền não sân, để rồi có những cái hành động hay lời nói những cái gì đó mà sự thật
thật sự là làm tổn thương những người chung quanh, hay là tổn thương chính nội tâm của mình, khi mà mình có những cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên. Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai, Sa Tu kính dân đến thượng tọa Pháp Tăng. Và tiếp theo câu hỏi của thượng tọa Pháp Tăng, quả thật thì không thể nào mà để nước tới chân rồi chúng ta nhảy, điều đó không thể được. Mà tất cả phải có sự chuẩn bị. Khi chúng ta gặp một cái nghịch cảnh, khi chúng ta gặp một cái đối tức cái đi tới cái chuyện mà chúng ta rất là khó khăn, rất là đau khổ, hay chúng ta nghe cái sự móng nhiếc, cái sự mạ đì, vân vân, hay gặp những khó khăn, thì lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng, chúng ta mới nhớ tới lời Phật dạy, thì điều đó nó trễ một bước. Trong cuộc đời này, nó có thường có nghe những cái câu như thế này. Chúng ta luôn luôn mang giác một cái tự ngã, và luôn luôn sẵn sàng coi như là ngăn che và bảo vệ, và cũng sẵn sàng sẽ đáp trả nếu như bị người khác tấn công mình. Chúng ta mang một cái tâm trạng như vậy là chúng ta đã thua. Nếu như một người tu cũng như bây giờ thấy cái tâm mình nó sân hận quá, thì chúng ta phải tập tu cái từ tâm. Thấy con người mình đó, nó nhiều cái tính ngã mạn, cái tính mà coi như là tranh hơn tranh thua quá, thì chúng ta cũng nhiếp phục tâm của mình bằng cách tức là thật sự ra mình trong cái cuộc đời này chúng ta rất là nhỏ bé, không có mợ chợ, cũng chẳng vắng không bữa nào đâu. Mình đừng có tỏ ra là mình hay mình giỏi gì hết trơn. Cuộc đời này thật ra thì nó rất là bình thường, rất là đơn giản. Có một điều đặc biệt chỉ là chỉ có Đức Phật và chư hiền thánh tăng thôi mới là khó tìm trên cuộc đời này. Chứ còn nếu như tất cả những khoản phàm phu khác, dầu cho có giỏi, dầu có như thế nào đó, thì cũng là nhân duyên đến rồi đi, và rồi cũng sẽ dần phai với cuộc đời thôi, sẽ tàn phai với cuộc đời thôi. Cao sang quyền quý, hay lắm mà, giỏi lắm mà, rồi cũng nhạt nhòa với thời gian. Năm tháng thời gian qua đi, và từng lớp người cũng không thể biết, nhưng chỉ có ân đức của Tam Bảo, đó là Phật Pháp Tăng, thì mới là môn thoái. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và như vì thế chúng ta rất là nhỏ bé trong cuộc đời này, cho nên chúng ta cứ bình thường đi. Chúng ta phải cố gắng là chúng ta suy niệm quán những gì mình có thật sự nó rất là nhỏ bé so với những người khác, nó còn nhiều hơn, vân vân. Thì những cái tâm tánh chẳng hạn như là những cái hơn cái thua, tranh hơn tranh thua, vân vân, thì chúng ta phải tập à. Bây giờ nếu giả sử như người ta chửi mình thì sao? Thôi mình kham nhẫn, phải tập như thế. Bây giờ nếu như trường hợp mà mình bức bỏ khó chịu thì thôi mình tu tập từ tâm, mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với tự tâm, làm với tự tâm, suy nghĩ với tự tâm, không nói với sân tâm. Nhưng khi mình la, mình bức bỏ, mình hét lên, nhưng lúc đó mình sân rồi, thì mình có cái tâm ác, có cái lời nói ác, nhưng chúng ta chưa có thân ác. Hay khi cái tâm chúng ta bực bội lên, chúng ta nảy lên cái tâm, nhưng chúng ta không được phép nói, không được phép làm. Thì cái tu là như vậy. Chứ không phải là nhiều khi bị những cái lời trách mắng, bị những cái lời hiểu lầm, bị những cái lời mà quý vị biết dèm pha, khủng khiếp. Nhưng chúng ta phải biết, dù chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm, mà hãy tự nhìn lại mình có làm hay là không làm. Từ đó mình cảm, từ đó mình sống. Cũng về cái việc tu đó, là nó phải có một cái sự tu quán, nó giữa một cái sự thường nhật mà chúng tôi thường gọi là cái thực nghiệm. Thực nghiệm các pháp nó vô thường. Có cần thiết phải cư xử một cách căng thẳng với nhau không? Khi cuộc đời này nó vô thường, sống nay chết mai. Chúng ta thấy chưa? Sống nay chết mai. Thì nếu như vậy thì chúng ta biết, và gặp nhau đâu có phải gặp được nhiều lần đâu, thì thôi lần này không có trọn vẹn thì đừng có để nó thành một cái sự suy nghĩ xấu, thành một cái động lực xấu, thành một cái ấn tượng xấu,
rồi sống trong hiện tại này cũng như là ở kiếp tương lai. Cho nên có đôi khi như vậy, chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải có sự thực nghiệm, chúng ta phải có sự suy quán như vậy đó. Gặp nhau trong cõi vô thường, làm sao mà biết rằng giả tạm mà vẫn thương tiếc hoài. Cuộc đời nó giả tạm, cuộc đời nó vô thường, nhưng khi đi người ta không còn nữa, mình thấy tiếc, mình thấy quý. Đấy mới là một giá trị. Chứ còn chúng ta bớt đi, bớt thua, bớt hơn thì nó cũng dễ lắm quý vị. Thì dẫu cho có giận gì, nếu như có giận thì cũng biết buông xuống, cự nửa chút xíu rồi thôi, hơn là hằn sâu trong tâm của mình, để cái sự oán thù, để cái tưởng tri đó nó là một cảnh trưởng, rồi nó chế thuốc, rồi nó chế những cái hạt nhân, cái thuốc độc ở trong tâm ta, để rồi từ cái đó đó không phải chúng ta đối đầu với những người đó, mà những người xung quanh ta, hay những người khi chúng ta gặp khó chịu là chúng ta sẵn sàng, chúng ta dùng cái binh khí miệng lưỡi, hay hoặc là những cái quái đản quái tưởng của chúng ta nghĩ trong lòng, suy nghĩ xấu về người ta. Trong lòng chúng ta suy nghĩ xấu thì chúng ta cứ nghĩ tất cả mọi người xấu. Trong lòng chúng ta suy nghĩ sai, chúng ta nghĩ tất cả mọi người sai, là chúng ta đã quá sai, chúng ta đã quá tệ. Cũng phải từ từ quý vị, tức là mình phải có một cái sự thẩm sát, mình phải có một cái sự trí tuệ, mình phải có một sự hiểu biết thì chúng ta mới tu được. Sự thật ra chẳng qua đó là cái gì? Chẳng qua là cái chấp ngã của mình. Chấp ngã để làm gì? À, thôi, cũng cần khen, cũng cần chê gì. Mà đó chính là một cái sự tu tập, một cái giá trị ba la mật rất lớn. Tức là cái đó nó ly tham, người ta làm phước cúng dường, người ta không cần phải tán thán, không cần phải nêu cao phải tên tuổi tôi như thế này, phải tên tôi như thế nọ, không cần. Mà chúng ta nghĩ rằng đây thiền sự này, mình làm ra thiền sự này, mình cúng dường, mình tu tập, mình lễ bái gì vân vân, để mục đích của chúng ta là để làm gì? Để chúng ta cắt đứt cái lòng bỏng sẻ, cái ly tham, mong những nhân duyên lành này là nhân là duyên để kết tụ đạo tràng bồ đề. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó rất là đặc biệt. Hơn là bây giờ tôi có làm công đức đó nghe, rồi tại sao mà hay hoặc là bực bội khó chịu với nhau như thế này như thế kia, mà ở cái điều gần kề nhất là trong những người, với những vợ, những người vợ chồng, với những người con cái, với những người ông bà cha mẹ, với những người bè bạn, với những người Phật tử xung quanh, chúng ta cũng phải tập thiết lập cái người con này đó là con của mình. Nhưng cái duyên nó hội tụ, cái người này người vợ của mình, cái này người chồng của mình, nó có duyên hội tụ. Chứ nó của mình, chưa biết. Của mình tại sao nói không nghe? Của mình tại sao phải bị bệnh? Mình muốn người ta khỏe, mà tại sao ta bệnh? Của mình muốn người ta trẻ, tại sao người ta già? Của mình thì tại sao người ta không khỏe, mà người ta phải như thế? Thì nếu chúng ta có sự suy nghĩ thì nó là một chuyện khác. Còn nếu chúng ta không suy nghĩ là một chuyện rất khác. Cho nên vì vậy nếu chúng ta tu thì nó là một chuyện khác, mà không tu là một chuyện rất là lớn lao. Cho nên điều này cần đòi hỏi chúng ta phải có một sự tu tập, vẫn có một cái sự thường hằng tập biết buông bỏ, quán về vô thường, quán về bất tịnh, quán về vô ngã đó. Thật sự nó không có cái gì thì không phải nói là dễ đâu quý vị. Hồi xưa chúng tôi sân dữ lắm, những chuyện gì mà nhất quyết rằng mình phải nói lên được cái sự suy nghĩ của mình có sai không sai gì. Thì mình thấy mình đúng, mà tại sao mà mình bị la một cách quan như vậy? Nhưng điều sự thật ra càng lớn lên rồi thì gặp quá nhiều rồi, và càng đau thương thì chúng ta cảm thấy rằng nó cần phải có một sự suy nghĩ khác hơn. Đúng như vậy, nó có giúp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Và tất cả chúng ta nên trung hòa, nên trung đạo cho mọi việc thì nó sẽ được tốt. Còn nếu như chúng ta căng thẳng thì bất lợi cho ta thôi, mệt mỏi cho ta, mà cũng là tự ôm mình. Người ta dọn cơm ra cho mình như thế rồi mình ăn, rồi tự mình no, rồi tự mình nó nhơi nhơi, rồi tự mình nhớ nhớ luôn bao nhiêu là cái món ăn mà như là cái ông bà la môn đó ông dọn cho mình như vậy đó. Thì tự chúng ta thôi, chúng ta không nên ăn, chúng ta không ăn, và chúng ta cũng không quan tâm những cái món ăn đó là gì nữa. Thì đấy mới chính là cái ý niệm của cái sự tu tập, và cũng là để vượt qua những cái thằng thúc, vượt qua những cái khó khăn, những cái nghịch đảo trong cuộc đời này. Dạ,
Dạ, thưa, chúng tôi xin trả lời câu hỏi thảo luận của Thượng tọa Pháp Tân là như vậy, và chương trình đến đây cũng đã vừa với cái thời gian. Kính cảm niệm công đức đến chư Tôn Đức Tăng của ngài vào trong thuyết giảng và thảo luận, và kính cảm niệm công đức của chư Phật tử, các ớp, các điều hành ở trong lớp Phật Pháp Bút Tích Thâm Má. Dạ, niềm quý vị và kính chúc quý ngài một đêm an lành và một ngày an lành. Vào ngày mai, chương trình vào ngày mai, quý vị post lên luôn. Và xin hẹn gặp vào chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Kha Giá, và em sẽ hiểu lên để cảm tạ và hoàn mãn chương trình. Mô Phật. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thuộc tòa tự quyền đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Sư Hoa Nguyệt. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá. Dân kim chi cu tha la ca mang ca pa pa ge ri ya ma ma ca ye na va cha ma na sa di da se su ca tang ca tang ye sa ye ta ta sa ni do a ti ye ya sa ta sa ni do ca tang gu ya pa lang mai an sa pi pa ki pa wan tu te ye tang ca tang su ri li tang din tang gu ya pa lang ma ya ye cha ta con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng.
tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thực đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con kính cảm ơn sư.